Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay á, thì mình ra vườn ngò rí của mình các bạn, thì mình quay cho các bạn xem về cái mô hình trồng ngò rí cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm trồng ngò rí của riêng mình cho các bạn nào mới trồng á, để các bạn có thể là tham khảo ha. Để mình đứng dậy mình đi quay hút tới cho các bạn xem. Thì trồng ngò rí này á, thì nó mà muốn đạt năng năng suất á các bạn thì nó trải qua rất là nhiều yếu tố. Thì yếu tố thứ nhất là yếu tố là chọn giống nha các bạn ha. Cái yếu tố này nó rất là quan trọng nha các bạn, vì á cái hạt giống ngò rí các bạn là nó có rất là nhiều loại. Cái loại mà rẻ tiền có nè, cái loại mà mắc tiền có này các bạn. Thì nhưng mà thường á là những cái loại mắc tiền á thì cái thời gian mà nó thu hoạch nó tầm khoảng là 35 ngày. Còn những cái loại mà rẻ tiền các bạn thì nó sẽ thu hoạch từ là 40 ngày đến 45 ngày nha các bạn ha. Thì những cái loại mà rẻ tiền thì nó sẽ là bị lây nhiễm bệnh nhiều nha các bạn, cũng như là nó không có kháng bệnh nhiều. Còn ở đây thì mình đang trồng cái giống là F1508 của Bạc Liêu nha các bạn ha. Thì cái giống này là 35 ngày là mình sẽ thu hoạch nha các bạn. Thì đó là cái phần là về hạt giống của cái rau ngò rí nha các bạn ha. Thì bạn nào mà muốn trồng thì các bạn cũng có thể là liên hệ mình ha. Thì ở đây thì mình cũng có là chia sẻ cái hạt giống ngò rí các bạn. Thì nó mình chia ra làm hai loại luôn. Thì nếu như là bạn nào trồng mà sân sân vườn thì mình cũng có thể là bán lẻ cho các bạn, còn bạn nào trồng kinh doanh á thì mình cũng là có nha các bạn ha. Đó thì các bạn cứ liên hệ mình qua cái số điện thoại, thì mình có để cái số điện thoại trên cái màn hình này á, thì các bạn có thể là liên hệ mình để có được cái hạt giống để các bạn trồng kinh doanh cũng như là các bạn trồng sân vườn ha. Thì đó là cái về cái phần hạt giống. Thì qua cái phần thứ hai là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái phần mà làm đất nha các bạn ha. Thì cái riêng cái phần làm đất này thì các bạn cứ lên lên luống y chang mình đang quay cho các bạn xem nè. Thì cứ một luống như vậy là khoảng là 1 mét, và cái chiều cao của luống là khoảng là 20 cm hơn nha các bạn ha. Đó, và các bạn khi mà các bạn xới đất lên thì các bạn phải cần phải bón vôi cho nó, thì cũng như là cải tạo đất lại, tưới tiết trùng cho nó đặng nó không có bị nhiễm khuẩn sau này mình trồng cái rau ngò rí này á các bạn. Cái rau mùi này đó, cái này cũng được gọi là cái rau mùi nữa các bạn, thì nó sẽ được tốt hơn. Thì đó là về cái phần là làm đất. Còn cái gì mà cái phần là mình tiến hành mình trồng các bạn, thì ở đây khi mà bạn bạn có cái hạt giống rồi các bạn, thì bạn cái việc đầu tiên các bạn chỉ việc là ngâm nó. Các bạn ngâm nó khoảng đâu là 10 đến 12 tiếng luôn nha các bạn ha, ngâm với cái nước ấm. Cái nước ấm khoảng đâu là 20 đến 30 độ C nha các bạn, thì bạn ngâm khoảng đâu là 10 đến 12 tiếng, sau đó là các bạn là tiến hành các bạn gieo trồng. Thì nếu như mà bạn nào kỹ mà các bạn muốn mà nó nảy mầm nhanh á thì các bạn nên lấy có một cái miếng bạc á, các bạn che nó lại, thì khi mà nó không có tiếp xúc với cái ánh sáng nhiều á, thì nó sẽ là mau nảy mầm cũng như là mau phát triển nha các bạn ha. Còn nếu như mà các bạn để trơ trơ nó như vậy á, thì nó sẽ lâu nảy mầm hơn. Đó là cái mẹo để mà giúp cho cái hạt giống mình nó mau phát triển và mau nảy mầm nha các bạn ha. Còn về cái phân cái mà để tưới cho cái rau ngò rí cũng như là rau rau mùi này các bạn, thì nó cũng khá đơn giản thôi, nó cũng không có cần những cái loại phân mà quá đắt tiền. Ở đây thì mình chỉ tưới thằng DAP thôi các bạn. Nếu như là mình có thể cộng thêm cái phân humic nữa, thì cái liều lượng cộng như thế này, thì cứ là 1 kg mà DAP các bạn, thì các bạn có thể là ngâm với 3 lít nước ha. Rồi bạn lấy cho 100 cc của cái phân mà mình ngâm đó các bạn, và mình bỏ vô cái thùng giò là 10 lít nước, và mình tưới nhuyễn cho nó. Và mình tưới á, chú ý là các bạn tưới vào cái trời mát nha các bạn ha, các bạn không nên tưới vào cái trời nắng thì phân nó sẽ bốc hơi nha các bạn. Thì đó là cái cách tưới phân các bạn. Còn về mà cái phần mà phòng bệnh bọ trĩ cũng như là bọ nhảy trên cái rau ngò rí này các bạn, thì ở này mình không có sử dụng cái thuốc mà hóa học được các bạn, mà mình nên sử dụng những cái thuốc sinh học. Thì cái thuốc sinh học hiện tại bây giờ là có cái dịch tỏi là Waterdona 07 các bạn. Thì cái chai này nó là 150 ngàn, các bạn mua về các bạn xịt nó đúng liều nó. Còn đối với những người bạn nào mà trồng sân vườn mà tại nhà chơi các bạn, mà các bạn trồng rau sạch các bạn ăn, các bạn không cần phải mua thuốc dịch tỏi luôn, cái thuốc sinh học luôn. Bạn chỉ việc lấy tỏi với ớt các bạn xay nhuyễn ra, xong rồi bạn bỏ vô một cái bình mà 5 lít của các bạn đó, 3 4 lít gì đó, các bạn xay nhuyễn ra, rồi các bạn lấy cái nước cốt đó rồi bạn pha với nước, các bạn xịt cho nó, thì những cái con bọ trĩ cũng như là những con bọ nhảy đó các bạn thì nó sẽ đi mất, và cái cây ngò rí của các bạn nó cực kỳ là tốt luôn, nó xanh mướt luôn. Nó chủ yếu là cái phân hữu cơ thôi các bạn bón những phân hữu cơ cho nó, hoặc những cái phân vi lượng nhẹ
À, mà nhưng mà cái mình theo dõi các bạn theo kinh nghiệm của mình thì cái này mình không cần phải tưới những cái loại phân cao cấp như là phân hóa học như là 20-15, các bạn không cần luôn luôn các bạn. Bạn tưới là mà chỉ nó bị mất mất năng suất thôi. Không phải mất năng suất các bạn mà nó bị mất đi cái tiền mình đầu tư nhiều các bạn. Đó mình nói nhầm nha các bạn ha, mất đi cái tiền đầu tư mình nhiều. Mình đầu tư quá nhiều nhưng mà cây nó vẫn tốt, cái năng suất nó vẫn có. Nhưng mà một bao 20-15 bây giờ nó cũng tầm khoảng là mấy trăm ngàn rồi các bạn. Bây giờ giá phân nó lên rồi các bạn, không phải như ngày trước nữa. Giờ phân nó rất là mắc. Nó nếu như mà mình đầu tư nó nhiều quá, các bạn mới trồng mà các bạn bón những cái loại phân cao cấp á thì các bạn sẽ lỗ nha các bạn ha. Trồng kinh doanh như mình ở đây mình không có đầu tư nhiều các bạn. Ở đây mình chỉ tưới phân DAP thôi và mình tưới rất là mỏng luôn. Và mình chỉ bảo đảm là cái lượng nước trên cây ngò rí cho nó ok thôi. Chủ yếu là mình sẽ phòng xịt cho nó cái bệnh là những cái bệnh thông thường các bạn, phòng bọ trĩ này nọ các bạn. Rồi ok là cái cây ngò rí của mình là nó đạt chuẩn nha các bạn ha. Đó thì ở đây thì mình cũng đang quay cho các bạn xem nè. Ở đây thì mình tủ rơm này nọ đó đó các bạn. Đó, để đi vòng 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 đấy cho các bạn ha. Thì một lần nữa thì bạn nào cần những cái hạt giống mà ngò rí thì các bạn cứ liên hệ mình. Thì mình cũng sẽ là có nha các bạn ha. Đó, thì trước khi mà bạn trồng khoảng một tuần nữa các bạn trồng thì các bạn nên liên hệ mình sớm ha, đặng mình chuẩn bị hạt giống cho các bạn nó được tốt nhất ha. Tại vì ở đây là mình lấy từ công ty về các bạn, thì hạt giống của mình ở đây là cái hạt giống mới, là khi mà các bạn đặt thì mình sẽ liên hệ với công ty và công ty sẽ cung cấp cho mình và mình sẽ gửi cho các bạn, chứ mình cũng không có để giống được nha nha các bạn ha. Đó thì để đảm bảo được cái hạt hạt giống mới thì các bạn là nên là liên hệ với cái số Zalo của mình sớm trước một tuần nha các bạn ha, để các bạn có thể là tiện mà trồng trọt hơn cũng như là sắp xếp nó cho nó dễ ha. Thì bây giờ mình sẽ quay sơ cho các bạn xem sơ cái lón ngò rí của mình. Một chút nữa thì mình sẽ dừng cái video này nha các bạn. Đó thì bạn nào có câu hỏi có liên quan đến cây ngò rí á thì các bạn cứ bình luận bên dưới ha. Thì nếu như là các bạn không mua giống bên mình á thì các bạn cũng có thể mua giống từ những cái thương hiệu khác vẫn được nha 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 các bạn ha. Các bạn cứ ra vật tư nông nghiệp các bạn mua. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình ha, thì nó rất là nhiều loại. Nó có loại là 35 ngày thu hoạch và loại 40 đến 45 ngày nó thu hoạch. Thì nếu như các bạn mà trong mùa nắng các bạn nên chọn những cái loại mà 35 ngày các bạn thu hoạch á. Ví dụ như mình ở đây sử dụng là F1 508 của Bạc Liêu nha các bạn ha. Đó. Thì cái giống này rất là ok. 35 ngày là mình đã có thu hoạch rồi. Còn những loại giống thông thường khác như Thái Lan này nọ đó thì những loại của thương hiệu khác mình không nói của ai hết thì nó sẽ là từ là 40 ngày cho đến 45 ngày là mình thu hoạch nha các bạn ha. Và cái khả năng phòng phòng bệnh của nó sẽ không có bằng những cái loại mà nó ngắn ngày. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.